Vô. Chỗ này kẹt xe vãi cái trưởng ra. Bằng ngẫu quá. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh channel của mình nha. Lại là mình đây, Lát đây. Thì hôm bữa thì mình có đăng một vài cái clip á, thì mình thấy được nhiều anh em cũng khá là quan tâm về con xe Bridgestone này. Đó, thì cái clip đó là cái clip mình đi phượt lúc mình đổ đèo Prenn đi về. Thì khá là nhiều anh em hỏi mình những cái câu hỏi giống như là cái con này nó chạy như thế nào. Thì bản 2019 2019 á, thì cái lỗi của trên con Bridgestone thì nó đã fix chưa, thì con này nó có chạy bốc không. Thì video này mục đích ngày hôm nay mình sẽ nói về con xe Bridgestone mà đang chạy đây ha. Thì như các bạn biết á, thì cái con Bridgestone này á, nó đã ra đời cũng có mặt ở tại Việt Nam cũng khá là lâu rồi. Thì nó có ba nó có hai dạng công suất máy, đó là 125cc với là 150cc. Thì con mình đang chạy đang là 150cc rồi. Ngoài ra thì nó còn có ba phiên bản khác nhau nữa, nó là Classic nè, Scrambler với là Cafe Racer, và dòng con mình đang chạy đây là hiện tại đang là Cafe Racer nè. Và lý do tại sao mình quyết định mua con này là tại vì nó nhìn chất. Và mình nói thật một câu luôn, khi mà các bạn mua con này á, thì các bạn hãy xác định luôn đi là các bạn không có chạy đua, chạy độ gì hết á, không có thiên về tốc độ. Con này chạy đúng nghĩa gọi là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Đó. Thì con xe này của mình mua là từ đời 2018. Nó là một đời hầu như có thể gọi là nó có thể vừa mới gọi là vừa cũ. Tại vì như thế nào, mình cũng rất là may mắn khi mà mua con này á, thì mình đã có kiểm tra so với phiên bản cũ của đời trước á, thì cái con này cuối đời 2018 á, thì mình được một cái phiên bản update nhẹ nhưng mà hầu như không ai công bố hết á. Thứ nhất là về cái phần bao tay, nó là một cái phần bao tay của nguyên chữ Bridgestone luôn, chứ không phải là cái bao tay mà các bạn thấy sọc như là của mấy cái những con truyền thống kia. Rồi cái thứ hai nữa đó là ECU của mình đã được update lên phiên bản mới 1.5 thì phải, đúng rồi 1.5. Thì cái trường dữ liệu của nó sẽ nhiều hơn so với lại những con đời cũ. Nếu như các bạn để ý thì ở dưới cái lốc máy của mình nó sẽ có hai con ốc nhớt. Tác dụng nó là gì thì như là mình chỉ nghe và mình biết được là nó là dùng để xả nhớt để cho nhanh hơn thôi và sạch nhớt hơn. Và mình cũng được coi như là mình may mắn mình vớ được cái hàng cuối của con đời 2018. Thì có thể con này cũng là một trong những bản thử nghiệm của họ, họ muốn tung ra thị trường rồi với những update như vậy nhưng mà họ không có ghi. Và đặc điểm nhận biết của phiên bản đời trước với đời sau là cái gì đó, như khi các bạn nhìn dưới cái chân của mình ngay cái chỗ trường đạp á, thì ngay cái chỗ bô á, ở lộn mà cái chỗ hai bên đây nè, thì các bạn sẽ thấy một cái miếng đi gọi là Malaysia, đúng rồi, các bạn sẽ thấy chữ Bridgestone với chữ Malaysia. Vậy tại sao mình lại quyết định chọn một con này thay vì mua một con Exciter hay một con Winner? Mặc dù Exciter hay Winner nhìn nó có thể gọi là hiện đại hơn, mạnh hơn rất là nhiều so với con này. Mình mê con này là bởi vì cái kiểu dáng của nó là cái kiểu dáng cổ điển. Với cái thứ hai nữa, nó là con hiện tại theo mình thấy gọi là thuần Cafe Racer nhất mà mình không cần phải độ lại gì nhiều. Thứ nhất để ra một cái dáng Cafe Racer, thứ nhất gọi là bình xăng, bình xăng này rất là cơ bắp, ok. Cái thứ hai nữa là cặp bánh, đó cặp bánh của Cafe Racer như các bạn cũng đã biết thì nó là dạng bánh lớn bánh nhỏ, bánh sau nó bự giờ bá lửa luôn, mình không nhớ thông số của bánh đó. Và cái thứ ba nữa đó chính là cái ghi đông clip on này, khi mà mình mua về là mình không cần phải đổ gì hết. Còn cái bô zin của nó nghe rất là chán, nó tạch như mấy cái chiếc xe hồi xưa vậy. Thành ra mình quyết định mình đã lên luôn cái bô. Cái bô của mình hiện tại theo của anh Kenny, chủ xưởng xe của Bridgestone á, ở B2A Bửu Long á, cửa sáu Bắc Hải, thì ảnh có bán cho mình với giá đang là
2,6 triệu thì phải. Con cây bộ long bô thôi nha, chứ mình không đi full cổ, mình chỉ đi slip on thôi. Khi mà mua con này zin về thì mình nói thật chia sẻ với các bạn luôn, chạy nó rất là chán. Với cái thứ hai nữa, nó không có mạnh đâu. Bạn nào mà chạy từ Exeter hoặc là xuống chạy con này á, thì các bạn sẽ thấy được một cái sự giả man lắm, nó không có mạnh như con đó, hai con đó đâu. Lấy xìu à. Trừ mình không nói về cái vấn đề các bạn độ chế hoặc là các bạn độ lên trái này nọ nha, nhưng mà để zin chạy hai con như nhau á thì mình nói thật, con này chạy thua xa con Exeter và con Winner luôn. Và cho nên các bạn đừng nghĩ sử dụng con này dùng để đua bơi hay gì ha. Rồi, tóm lại cho các bạn là con này có nên đáng mua hay không? Cái đó là tùy vào mỗi người. Cái đó là tùy vào mỗi người, mỗi người có một sở thích và một ý kiến cá nhân khác nhau. Và con khi mà mấy các bạn mua cái này thì các bạn sẽ không được một cái công suất máy chạy nhanh hay là như những con xe Suzuki GFX hoặc là những cái con Exeter này nọ đâu, mình nói thật luôn. Rồi, cái thứ và cái thứ hai nữa là khi các bạn mua nó về các bạn phải thật sự cực kỳ siêng để chăm sóc nó. Vì nó là một dòng xe có thể gọi là classic giá rẻ. Vì nó là một dòng xe classic giá rẻ cho nên nó sẽ cắt giảm đi cái vật liệu ở bên trong nó. Thì những chất liệu và vật liệu sơn, nước sơn ở bên ngoài thì nó sẽ giảm xuống, và đồng nghĩa với nó thì chất lượng nó cũng giảm theo. Thì các bạn phải siêng chăm sóc và các bạn phải siêng kiểm tra này nọ thường xuyên. Đó. Và video của mình đến đây là ok rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhé. Hãy để lại cho mình một like và một subscribe. Hôm nay mình sẽ làm tới cho các bạn nhiều clip hơn. Ok, mình cũng sắp tới chỗ làm rồi.